Xin kính chào toàn thể các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Văn Học xin giới thiệu với các bác một con đẩy hàng bãi rất chất lượng, rất xịn sò, cực kỳ là cao cấp. Đến từ thương hiệu là Rome, mã là 2.6S. Và con này là công suất là 600W trên tải 8 ohm một kênh. Hãy nhìn thiết kế mặt inox này thôi đã rất nhiều tiền mặt rồi các bạn. Nhìn cái thiết kế mặt inox này. Đấy. Ở đây là có công tắc nguồn này, màn hình hiển thị này, volume tùy chỉnh kênh A, kênh B, đèn master volume này. Đấy, cái này là màn hình hiển thị, đây là báo nhiệt độ và báo mức công suất đang đánh nhé. À, mức volume bên trong máy đây thì rất là khủng, 1 2 3 4 5 6 7 8 tụ diode, tận 4 con diode mà tản nhiệt của nó này. Các bác nhìn tản nhiệt khiếp không? Đã còn đẩy nào hai kênh mà nó nhìn trông nó siêu kỳ cuồng tản này chưa? Mạch này là sử dụng. Đấy, các bác nhìn nha, máy rất là xịn sò luôn. Ông lại vừa vừa con hàng về. Đây phần mạch công suất nữa các bác nhé. Máy là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 sò công suất. Đấy, sò này em chưa biết là sò gì. Máy rất là xịn nha. Ninh tiện giá này. Con này nó rất là đẳng cấp nha, tản nhiệt nhôm này, tản nhiệt nhôm mạ đồng này. Nhôm mạ đồng nha. Nguồn đây, dây cuốn rất là to nha. Các bác nhìn thấy nguồn này, dây đóng hết. À, con này máy là máy hát này, NV này, HP này. Máy hát và đây là cái con bố áp này. Ở đây nữa. Rất xịn luôn. Đây là phần tín hiệu đầu vào này. Mạch rất là xịn nha. Em sẽ quay mặt sau ra cho các bác xem này. Đây là phần mặt sau nhá. Mặt sau này. Kênh A, kênh B là các cái chế độ họ ghi sẵn đây này, gạt đánh này, Cell Planever Input 26 này, RD này, gom này. Đây là modem tùy chỉnh nhá. Tất tần tật luôn. Và đây là có network, tức là các bác cắm cổng RJ45 để kết nối Ninh. Đấy, kết nối Ninh. Rất là xịn sò luôn. Cửa ra loa các bác theo kiểu là jack bình thường và jack spec công. Jack truyền thống, jack spec công. Đây là cửa chế độ đánh này. 2 x 650W 8 ohm, 2 x 900W 4 ohm rồi. Rất là xịn luôn. Còn đó chưa cần một con máy nào xịn này. Đây, con đẩy này độc nhất vô nhị này, 3 quạt. Riêng cái tản nhiệt cho đi ô thôi đã rất là khiếp rồi. Ok. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ trực tiếp nhé. Xin hẹn các bác trong video sau.